rồi những xe nát nữa, rồi xe bị kêu máy. Rồi xe này xả giờ ốp 57 luôn. Rồi xả máy đi. Mở ra xe nó không có nước mà nó thiếu nước, bị khô nước các bạn. Có thể là cái bơm nó có vấn đề. Nó hư đầu hết rồi. Rồi rút cam cò nữa, cò quay luôn. Nóng không? Cò bạc đạn rồi đi hết không? Rồi để lại đất đi. Đâu gọi vô lọc. Lúng cái cam luôn rồi. Rồi ok, giờ có bạc đạn cò. Bể bạc đạn cò rồi bạn. Rồi lắc ra mọi người coi. Đây rồi, để lắc đây. Đó, hư bạc đạn cò. Rồi cái kia. Chưa hả? Hư bà đạn cò bạn ơi, banh lum la thì nhớt nhau nó chảy lum la nè. Bây giờ mình phải chữa ra, mình vệ sinh ra hết luôn, làm lại toàn máy cho chủ xe luôn, ốp 57 luôn. Và bảo đảm cho bạn là cái cục máy phải im lại như zin các bạn, chứ không phải kêu lum la. Bài này quá dễ rồi. Chủ xe yêu cầu là lên bình xăng lớn và lọc gió trụ, khi xe mở tua làm nồi độ làm hết. Rồi mấy cái này là nó hư rồi. Rồi ok, bạn có thể đợi video clip mình là làm nha, mình rửa. Rồi sau khi mà đại tu máy xong rồi, bạn sẵn lên 57 úp cái lồng là cho 50 lên luôn nè. Thì phải bảo đảm cho khách là máy phải im như zin các bạn. Thì cái bài này bài quyền thoại nó không có cơ khí gì đó. Mình chỉ úp đồ cho 50 lên thôi là nó thành cho 50 nha các bạn. Rất là bền. Bây giờ mình nổ máy cho bạn nghe. Bạn nhớ lúc đầu nó kêu ghê đúng không? Bây giờ nó hết kêu nha. Rồi. Em nha bạn, cái này chỉ cần về mở cổ bô nó là xong. Bài rất bền, bô rất êm. Rồi, thì mình giao cho chủ xe thôi. Không có gì khó khăn các bạn, chỉ cần các bạn có tiền thôi, cái máy nát cái nào cũng phải im lên các bạn.